Tử vi về ngày 22 tháng 12 âm lịch Nhâm Ngọ. Xin kính chào quý khán giả của chương trình Phong thủy Lộc Tài trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Quý anh chị thân mến, hôm nay Bảo Hân sẽ chia sẻ về vận trình 12 con giáp ngày 22 tháng 12 năm 2020 âm lịch với mong muốn anh chị có thể nắm được vận trình công việc, sức khỏe, tình duyên để tiến hành công việc đạt được những kết quả mong đợi và tránh những thị phi rủi ro. Vậy trong ngày hôm nay, con giáp nào sẽ gặp may mắn tài lộc làm ăn phát đạt, con giáp nào đen đủi xui xẻo đổ đường, công việc nào thuận để làm, công việc nào xui nên tránh? Mời anh chị cùng theo dõi video để biết thêm chi tiết cụ thể. Đầu tiên là tổng quan về ngày 22 tháng 12 âm lịch. Ngày 22 tháng 12 năm 2020 âm lịch còn gọi là ngày 22 tháng 12 năm Canh Tý, tức ngày mùng 3 tháng 2 năm 2021 dương lịch. Ngày này sẽ có nạp giáp là ngày Nhâm Ngọ, ngày này có nạp âm là dương liễu mộc, tức là cây dương liễu. Do Ngọ và Tý chính xung, Nhâm dương thủy khắc bính dương hỏa, Mậu dương thổ khắc Nhâm dương thủy. Đây gọi là thiên khắc địa xung nên dẫn tới ngày này đặc biệt xấu với các tuổi Bính Tý sinh năm 1966 và tuổi Mậu Tý sinh năm 2008. Thứ hai là tổng quan tử vi 12 con giáp trong ngày 22 tháng 12 âm lịch. Thứ nhất là tuổi Tý. Tý dương thủy gặp Nhâm dương thủy là tỷ kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Tuy nhiên trong ngày còn có hung tinh kình dương chủ về tai họa thương tật chiếu mệnh, nên gia chủ tuổi Tý cần chú ý ngay những lời mời, nhờ vả liên quan đến việc phạm pháp, giấy tờ. Đồng thời cũng không đứng ra vay mượn hay ký nhận thay ai, tránh những tranh cãi không đáng có liên quan đến pháp luật. Tuổi Tý trong năm nay còn gặp phải trực thái tuế nên cần hết sức chú ý về vấn đề thị phi trong công việc và sự nghiệp. Chính vì thế, quý anh chị nên chọn cho mình vật phẩm phong thủy vòng tam giác khai vận, thân Tý Thìn để hóa giải những xui xẻo, thị phi bủa vây và giúp cho con đường công danh sự nghiệp tài lộc được hanh thông thuận lợi. Thứ hai là tuổi Sửu. Sửu âm thổ gặp Nhâm dương thủy là chính tài, nghĩa là thân bị khắc xuất. Cho nên trong ngày này, những gia chủ tuổi Sửu cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Trong ngày có sao Hàm Trì chiếu tới mang lại may mắn về vận đào hoa cho các gia chủ tuổi Sửu. Với những người độc thân nên chú ý nắm bắt cơ hội để có thể tìm kiếm được một nửa của cuộc đời mình. Bên cạnh đó còn có kim dư đóng mệnh là cát tinh phú quý, cho nên trong ngày này bản mệnh sẽ có nhiều tài lộc, quý nhân đến với những người tuổi Sửu. Hơn nữa vì Tý Sửu là tương hợp sẽ có nhiều cơ hội hợp tác phát triển cho người tuổi Sửu. Vì vậy năm Canh Tý 2020, người tuổi Sửu nên tận dụng cơ hội để xây dựng mối quan hệ tốt, đặt nền tảng cho sự phát triển các mối quan hệ giữa cá nhân và sự nghiệp trong tương lai. Ngoài ra bản mệnh nên sử dụng vòng tam giác khai vận Tị Dậu Sửu để chiêu quý nhân cát lành, đem lại may mắn cho bản mệnh, hóa giải thị phi. Thứ ba là tuổi Dần. Dần dương mộc gặp Nhâm dương thủy là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Dần nếu có cơ hội thì nên chủ động và chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. May mắn trong ngày còn có hai cát tinh là Tướng Tinh và Văn Xương quý nhân chiếu mệnh, đem lại những may mắn trong công việc, học hành của gia chủ tuổi Dần. Văn Xương quý nhân chủ về việc học hành thi cử, nên ngày hôm nay rất thuận lợi cho việc thi cử, đạt được những thành tích cao, công danh hanh thông. Còn Tướng Tinh là sao tốt, biểu tượng cho quyền lực, có tài lãnh đạo, có uy quyền với quần hung. Vì vậy trong ngày này bản mệnh nên nắm bắt được cơ hội sẽ đạt được những sự thăng tiến mong muốn trong công việc. Bên cạnh đó trong năm Canh Tý, người tuổi Dần gặp thái tuế tương sinh lại hợp quan ấn, sức mạnh đột nhiên tăng, mệnh chủ có quý nhân trợ giúp. Cần nắm bắt cơ hội này để phát triển bản thân và công việc, người tuổi Dần năm nay nên sử dụng vòng tam giác khai vận Dần Ngọ Tuất, sử dụng tam giác địa chi trong phong thủy để đem lại sự may mắn tài lộc, tăng cường vận khí và chiêu mời quý nhân trợ giúp cho gia chủ. Thứ tư là tuổi Mão. Mão âm mộc gặp Nhâm dương thủy là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là ngày cát lành cho những gia chủ tuổi Mão. Nếu có cơ hội tốt, bản mệnh cần phải nắm bắt sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Bên cạnh đó còn có các thần thiên ất quý nhân đóng mệnh, sẽ có được binh hoa phú quý, mệnh thang khí vượng. Hơn nữa tuổi Mão năm nay cùng với thái tuế Tý Thủy hình thành Tý Mão vô lễ chi hình, các mặt vận thế sẽ có nhiều thay đổi. Năm nay bị ảnh hưởng bởi hình thái tuế và sao lục hại, đối với quan hệ xã hội, sự nghiệp hay đường tình duyên của những người tuổi Mão sẽ gặp nhiều điều bất lợi. Nên sử dụng vòng tam giác khai vận Hợi Mã Mùi để gặp hung hoàng cát, chiêu quý nhân tài lộc. Thứ năm là tuổi Thìn. Thìn dương thổ gặp Nhâm dương thủy là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc.
Trong ngày này, những gia chủ tuổi Thìn sẽ có được tài lộc hơn, công việc sự nghiệp cũng có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, nếu không cẩn thận sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Trong ngày còn có phúc tinh giáng chiều tới, cho nên bản mệnh có thể xem xét tiến hành các công việc quan trọng, nhưng vẫn cần chú ý, nhất là những việc liên quan tới vấn đề giấy tờ. Đặc biệt những người tuổi Thìn rơi vào năm Canh Tý 2020 tương hợp với Thái Tuế, được quý nhân tương trợ, cho nên về tổng thể mà nói là vận thế không tệ. Những người tuổi Thìn năm nay vượng về vận quý nhân, và để tận dụng cơ hội thì người tuổi Thìn cần sử dụng vòng tam giác khai vận Thân Tý Thìn, chiêu quý nhân tài lộc, hóa giải thị phi cho bản thân. Thứ sáu là tuổi Tỵ. Tỵ âm hỏa gặp nhâm dương thủy là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong ngày này cần chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Trong ngày có sao hàm trì chiều tới mang lại may mắn về vận đào hoa cho các gia chủ tuổi Tỵ. Với những người độc thân nên chú ý nắm bắt cơ hội để có thể tìm kiếm được một nửa của cuộc đời mình. May mắn trong ngày còn có hai cát tinh là Thiên Ất và Thái Cực đem lại may mắn tài lộc cho gia chủ tuổi Tỵ. Thiên Ất quý nhân đóng mệnh là ngôi sao may mắn, nếu có ngôi sao này trong mệnh sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng khí vượng, còn Thái Cực là ngôi sao chủ về thông minh ham học. Trong ngày này bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội, thể hiện được tài năng nhiệt huyết của mình trong công việc để đạt được những thành quả đáng mong muốn. Người tuổi Tỵ gặp năm 2020 Canh Tý, Thiên Can lưu niên Canh Kim là thiên tài tinh của Tỵ, Thái Tuế Tý Thủy là chính quan của Tỵ, cho nên tài quan của người tuổi Tỵ năm nay lưỡng vượng, sự nghiệp cầu tài đều sẽ có cơ hội phát triển tương đối tốt. Khuyên người tuổi Tỵ sử dụng vòng tam giác khai vận Tỵ Dậu Sửu, hóa giải hung họa, chiêu quý nhân, người giúp đỡ trong công việc cuộc sống. Thứ bảy là tuổi Ngọ. Ngọ dương hỏa gặp nhâm dương thủy là thất sát. Trong ngày này các gia chủ tuổi Ngọ nên cẩn trọng chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Trong ngày còn có tướng tinh chiếu mệnh, đây là sao tốt biểu tượng cho quyền lực, có tài lãnh đạo, có uy quyền với quần hung. Vì vậy trong ngày này bản mệnh nên nắm bắt cơ hội để đạt được những sự thăng tiến mong muốn trong công việc. Bên cạnh đó trong năm Canh Tý tuổi Ngọ còn phạm phải xung Thái Tuế, năm nay sẽ là một năm rất vất vả, vận hạn xấu nhất trong 12 con giáp, nhiều lo lắng, ít niềm vui, sóng gió triền miên. Thái Tuế Tý Thủy là thiên quan tinh của tuổi Ngọ, cẩn thận những kẻ tiểu nhân công kích và tránh những rắc rối thị phi. Chính vì vậy năm nay người tuổi Ngọ cần sử dụng vòng tam giác khai vận dần Ngọ Tuất, chiêu quý nhân tài lộc, hóa giải thị phi cho bản thân. Thứ tám là tuổi Mùi. Mùi âm hỏa hợp nhâm dương thủy là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong ngày này những gia chủ tuổi Mùi cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Ngoài ra gia chủ cũng sẽ cần chú ý nhiều về vấn đề sức khỏe của mình. Do ngày này có nạp âm là hỏa nên bản mệnh cần chú ý nhiều về vấn đề các bệnh liên quan tới đường hô hấp nhiều hơn. Bên cạnh đó còn có các thần là quốc ấn giáng chiếu, thần sát này chủ về quan vận nên những gia chủ tuổi Mùi nếu như đang theo con đường quan trường sẽ có được những trợ giúp rất lớn. Đặc biệt vận tuổi lưu chuyển đến năm 2020 Canh Tý, người tuổi Mùi vì cùng Thái Tuế và năm Tý là có quan hệ tương hại bên trong, được gọi là hại Thái Tuế. Vận trình của người tuổi Mùi năm nay dễ dàng gặp khó khăn trắc trở, làm việc không thuận, sự nghiệp tài vận sẽ phải chịu ảnh hưởng. Ngoài ra, khuyên gia chủ tuổi Mùi sử dụng vòng tam giác khai vận Hợi Mã Mùi, đem lại may mắn tài lộc cho cả năm. Thứ 9 là tuổi Thân. Thân dương kim gặp nhâm dương thủy là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết mất khí nên trong ngày này các gia chủ tuổi Thân cần hết sức chú ý và cẩn thận. Vào ngày Nhâm Ngọ, gia chủ tuổi Thân sẽ được cát tinh là Thái Cực chiếu mệnh, đem lại những may mắn và cơ hội cho gia chủ. Đặc biệt bước sang năm 2020, Thái Tuế Tý Thủy là tam hợp quý nhân của người tuổi Thân, vận thế tổng thể coi như không tệ nhưng cũng không nên quá lạc quan. Người tuổi Thân năm 2020 nên sử dụng vòng tam giác khai vận Thân Tý Thìn, có tác dụng tăng cường khí vận, đem lại may mắn, tài lộc, sức khỏe và sự hòa hợp cho các gia chủ thuộc bộ tuổi Thân Tý Thìn. Thứ 10 là tuổi Dậu. Dậu âm kim gặp nhâm dương thủy là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Dậu trong ngày này cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình. Trong ngày còn có sao hàm trì chiếu tới mang lại may mắn về vận đào hoa cho các gia chủ tuổi Dậu. Với những người độc thân nên chú ý nắm bắt cơ hội để có thể tìm kiếm được một nửa của cuộc đời mình. Ngoài ra tuổi Dậu rơi vào năm Canh Tý 2020, do Dậu kim tương phá với địa chi lưu niên của năm là Tý Thủy nên còn gọi là phá Thái Tuế. Vận thế năm nay ảm đạm, có nhiều biến động. Tuy nhiên điều quan trọng là giữ vững tinh thần, trách nhiệm trong công việc, lấy may giải hung. Khuyên gia chủ tuổi Dậu nên sử dụng vòng tam giác khai vận Tỵ Dậu Sửu, cầu công việc hanh thông, mọi điều may mắn. 11 là tuổi Tuất. Tuất dương thổ gặp nhâm dương thủy là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc.
Trong ngày này, những gia chủ tuổi Tuất sẽ dễ có được tài lộc hơn, công việc sự nghiệp cũng có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, nếu không cẩn thận sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Trong ngày còn có tướng tinh chiếu mệnh là sao tốt, biểu tượng cho quyền lực, có tài lãnh đạo, có uy quyền với quần hung. Vì vậy, trong ngày này bản mệnh nên nắm bắt cơ hội để đạt được những sự thăng tiến mong muốn trong công việc. Bên cạnh đó, vận trình trong năm 2020 của tuổi Tuất có rất nhiều khởi sắc, sự nghiệp và tài vận có mức nâng lên đáng kể, cường độ và áp lực của công việc cùng tồn tại. Để ngăn chặn sự làm việc quá sức về thể chất và tinh thần, cần phải chú ý đến sự kết hợp giữa công việc và nghỉ ngơi, điều chỉnh vừa phải, thái độ thoải mái và lạc quan đối với cuộc sống. Gia chủ tuổi Tuất nên sử dụng vòng tam giác khai vận Dần Ngọ Tuất để chiêu quý nhân, đem lại may mắn tài lộc cho cả năm. 12 là tuổi Hợi. Hợi dương thổ gặp nhân dương thủy là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Hợi, trong ngày hôm nay nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Vào ngày này có cát tinh thiên lộc đóng mệnh, đây là một cát tinh đem đến tài lộc, tiền bạc và những may mắn, cho nên bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội để phát triển bản thân. Hơn nữa, những người sinh năm Hợi và năm Canh Tý 2020 gặp lưu niên thiên can canh kim là thiên ấn tinh. Thiên ấn chủ về áp lực và phiền não, lưu niên thái tuế là kiếp tài tinh, cũng có ý là tranh đoạt. Vì vậy mà trong năm nay gặp nhiều chuyện không như ý, bản mệnh nên chọn cho mình vòng tam giác khai vận Hợi Mão Mùi, thuận lợi hơn trong ngày hôm nay, tránh xa được những thị phi không đáng có, tinh thần lạc quan và vui vẻ. Trên đây, bà Hân đã trao đổi với anh chị về luận giải vận hạn ngày 22 tháng 12 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng để tránh hung hóa cát, để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi suôn sẻ nhất. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian vừa qua. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống.